Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Thưa quý vị, tính đến 8 giờ sáng nay, giá vàng thế giới neo mức 2.578,24 đô la Mỹ trên ounce. Tuần qua, vàng đã sô đổ kỷ lục đạt được vào cuối tháng 8 và liên tiếp chinh phục các mức mới khi kỳ vọng một động thái mạnh mẽ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày càng tăng cao. Các chuyên gia cho rằng kim loại quý này đã trải qua một chặng đường dài và đầy trở ngại và quyết định chính sách tiền tệ sắp tới sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mới. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng kim loại quý này có thể sẽ phải đối mặt với áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng đây vẫn có thể là khởi đầu của một đợt tăng giá mạnh hơn của kim loại quý này. Thị trường vàng trong nước ổn định với giá vàng miếng tiếp tục neo tại mốc 80,5 triệu đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn các thương hiệu trong nước neo trên 79 triệu đồng trên lượng. Dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang thông tin về giá ngoại tệ, chỉ số đô la Mỹ Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,06% xuống mức 101,11 điểm. Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng đô Mỹ tăng 0,43%, đạt mốc 101,61 điểm. Đà tăng của đồng bạc xanh kéo dài sang ngày 11 tháng 9 khi tăng 0,11%, đạt mốc 101,66 điểm. Cuối cùng, đồng đô Mỹ chốt tuần giao dịch bằng việc giảm xuống mức 101,11 điểm. Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 15 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô Mỹ giảm tuần 30 đồng, hiện ở mức 24.172 đồng. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin trên đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Xé nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.